Hello mọi người, thì mình là Kid đây và đây là cái shop Refi của Kid nè, shop.mrkidff.vn. Bạn nào mà có nhu cầu muốn đặt Refi hoặc là thử vận may kim cương á thì có thể ghé shop ủng hộ Kid nha. Bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cho Kid nè. Hi, xin chào mọi người, lại là Kid đây. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Kid TV. Bữa nay thì Kid và mọi người sẽ cùng nhau vào khám phá top tài khoản của YouTuber về hai là kỹ năng nha. Họ bắn hay mà có lượng người đăng ký cao nhất ở trong Refi hiện nay. Các bạn lưu ý là mình chỉ tìm hiểu về YouTuber mà highlight có kỹ năng nha. Gần đạt 10 triệu sub mọi người. Thì có một vài người trong video này á, họ đã lấy được nút kim cương rồi. Một thông tin rất là thú vị đúng không nào? Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau vào khám phá cái người đầu tiên để xem họ là ai nha. À, khoan mọi người. Thì trước khi vào với clip thì Kid cũng cảm ơn tất cả mọi người vì đã click vào xem video này của mình nha. Và cũng như là comment và like video để ủng hộ cho Kid nè. Cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình nha. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái ID đầu tiên thôi nào. Mình sẽ đếm ngược từ 10 đến 1 nha mọi người. Theo cái số lượng sub giảm dần. Thì cái người thứ 10 trong video ngày hôm nay đó là một cái YouTuber có tên là Angus Refi. Lúc trước thì Kid hay đọc ông này là ăn cúc, nhiều bạn thì thích đọc là ăn ức thì đọc cho vui mọi người, nhiều bạn đọc cho vui cho tiếu đó mà. Không gì đâu, đây là ID của ổng nha. Theo một cực thì Kid thấy là cũng khá đầy đủ mọi người. Đây là một cái tài khoản mà có rất là nhiều fan mọi người, rất là đắt giá, bởi vì cái thứ nhất là đó là một cái tài khoản ID của một cái YouTuber mà có cho mình là hơn 6 triệu sub rồi. Ông này thì ổng có hai kênh YouTube, một kênh là Alpha Refi và một kênh có tên là Angus Refi. Ông này thì Kid thấy là có một cái câu chuyện khá là hài hước mọi người. Thì sau khi mà ổng đạt được 5 triệu sub á, thì kênh chính đổi tên thành Alpha và lập riêng một kênh phụ lấy tên là Angus. Thì ổng báo với fan ổng là ổng bán kênh chính mọi người, lập kênh phụ cho fan ổng qua sub. Nhưng mà sau khi đổi tên xong á, thì kênh ổng cũng bị mất tương tác, mất view, mất fan luôn. Rất là tiếu mọi người. Ok, bây giờ thì Kid sẽ lướt sang cái YouTuber đứng ở vị trí top 9 trong video ngày hôm nay nha. Sẽ có cái lượng sub gọi là cao hơn của ăn ớt chút xíu mọi người. Thì đây chính là Rystar. Rystar cũng là YouTuber đến từ server Ấn Độ. Ạc thì cấp 75 mọi người. Ông này á, cái ạc ông này khá là cũng khá là đắt đây mọi người. Tại vì á, ông có rất là nhiều fan ở Ấn Độ nha. Và cái kênh YouTube của ông này là cái kênh YouTube về highlight kỹ năng mà có cái lượng tương tác khủng khiếp nhất ở trong Refi luôn. Kể cả những YouTuber mà hơn 20 triệu sub mọi người cũng không bằng cái kênh ông này luôn. Rất là ghê mọi người. Mà ông này làm có 34 video thôi. Một video nó khoảng tầm 3-4 phút mọi người. Mà ông đạt được là hơn 5 triệu sub. Cái thấy là có hơn 2 tháng rồi không ra video. Nhưng mà ông vẫn có móc cho mình cái lượng sub tăng đều là hơn 2 triệu sub mọi người. Không cần ra video vẫn có 2 triệu sub nha. Đấy, rất là kinh khủng mọi người. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lướt qua Rystar và đến với lại YouTuber top thứ 8 trong video ngày hôm nay. Một cái người mà bắn rất là hay có tên là Vincenzo mọi người. OB Vincenzo. Thì ạc của Vincenzo là cấp 75. Và Kid thấy là đang gọi là làm highlight ở cái mức răng là kim cương 2 mọi người. Đây là số thẻ vô cực của Vincenzo đây. Kid thấy là cũng khá là rich đâu mọi người, cũng giàu đấy. Mua quá trời thẻ vô cực luôn kìa, mấy ngàn luôn. Ông này thì giết được 77.000 kill rồi mọi người. Nói chung thì Vincenzo bắn hay mà. Tỷ lệ headshot là gần 67%. Đó. Thì số lượng sub của Vincenzo là 6,3 triệu người đăng ký mọi người. Cao hơn của Rystar. Rystar thì khoảng hơn 5 triệu thôi. Mình sẽ đếm theo cái số lượng sub tăng dần nha mọi người. Mà những người mà có kỹ năng thôi, có kỹ năng bắn hay thôi, chứ cái không có nói về YouTuber mà làm review nha. Bây giờ thì Kid sẽ lướt sang top thứ 7 trong video ngày hôm nay nha mọi người. Một YouTuber có tên là M8N, là anh trai của M9N mọi người. Mà M9N đâu có đâu. Thì ông này thì nằm trong quân đoàn là Rayquaza này, mọi người thấy không? Xếp hạng ông này thì có bắn xếp hạng tư chiến đó mọi người. 59 sao này. Các bạn thấy là số thẻ vô cực của M8N cũng rất là đẹp đúng không nào? Có mùa lên đến 4.500 thẻ vô cực này. Nói chung ông này cũng nạp dữ đấy, cũng cài dữ đó mọi người. Nhưng mà bữa giờ không thấy M8N ra video, không biết là có đang gặp vấn đề gì không. Đây mọi người xem thì kênh YouTube của M8N đã đạt là 6,54 triệu sub rồi mọi người. Có nghĩa là cao hơn của OB Vincenzo chút xíu nha. Đấy, ông này thì ổng là cái kênh YouTube mà chuyên về highlight trên thiết bị điện thoại mọi người, mà có lượng sub cao nhất thế giới. Top đầu là ông này này. Còn nếu mà xét về PC thì ổng thua mọi người. Ok, tiếp theo thì Kid sẽ chuyển sang cái ID top thứ 6 trong video ngày hôm nay. Là một thành viên của quân đoàn Overpower. Do Sanma mọi người làm chỉ huy. Sanma chính là Cyberlust đấy mọi người.
không đổi tên ấy. Các bạn xem này, thì BNL có cho mình là 72.000 like rồi và cấp 80 mọi người, level 80. Đặt này thì ông này ông chơi cũng 3 năm rồi, cũng gần 3 năm rồi mọi người. Đây mọi người thấy không, số theo vô cực của BNL này khá là nhiều mọi người, hôm nay cũng khá là rich đây, nạp cũng quá trời này, mùa nào cũng 1.000 mấy đó á. Thì kênh YouTube của ông này á có cho mình là 7,1 triệu fan mọi người, 7,1 triệu người đăng ký rồi. Và ông này cũng là cái người mà gọi là sao ta, cái người mà truyền cảm hứng mọi người, tạo ra cái trào lưu mà bắn one shot hiện nay đấy. Cái nghĩa là nếu mà không có cái ông này thì bây giờ chắc cũng chưa có one shot đâu mọi người. À mọi người ơi, thì cái giọng của mình nó hơi bị khàn khàn á, mọi người thông cảm cho Kit nha. Do hôm bữa giờ bị Covid nên là Kit không có đi bệnh viện được. Thì cũng ráng qua cái mùa này mọi người. Thì tiếp theo á, Kit sẽ có một cái ID nữa nằm top 5. Top 5 đó chính là ID của B2K mọi người, hay còn gọi là Born2Q. Thì ông này có một tài khoản có tên là Ghost is Back mọi người. Hiện tại thì ở mức răng là Kim Cương 2 và Huyền Thoại Tư Chiến nha. Rất là nhiều sao. Thì theo vô cực của B2K Kit thấy là cũng khá đầy đủ mọi người, chứ không phải là nhiều, cũng đầy đủ đấy, cũng mấy trăm. Ông này là cái người mà đi solo squad rank rất là hay nè các bạn, mà Kit thấy là trên thế giới hiện nay đấy thì Kit nghĩ chắc ông này là cái người bắn hay nhất rồi đấy. Bạn nào mà đi solo squad rank á thì chúng ta nên xem video của B2K nhiều chút xíu nha. Ông này xử lý rất là nhanh mọi người, nói chung là cứ một hai phát bắn thôi là một kill, rất là nhanh tay. Ok ha, bây giờ thì Kit sẽ chuyển sang YouTuber tiếp theo đây. Một cái YouTuber có tên là Rook mọi người. Thì Rook có đến tổng cộng là 4 ID nha, 4 ID. Và ID này á, Kit thấy là mùa này chơi rất là nhiều nên là Kit cho mọi người xem. Quân đoàn này là quân đoàn phụ với nhau mọi người, không phải quân đoàn chính đâu. Quân đoàn chính là quân đoàn Perfect Shot, cũng là do Rook làm chỉ huy luôn. Nói chung là khá là nhiều quân đoàn mọi người. Thì Kit thấy là mùa này Rook chơi được bao nhiêu trận rồi nha. Mùa này á, thì Rook bắn được là 435 trận mọi người và 1097 kill, tỷ lệ headshot cũng hơn 70% đấy. Khá là cao mọi người, nói chung là bắn one shot không à, nên là tỷ lệ headshot rất là cao luôn. Các bạn xem đây là cái số lượng sub của Rook là 8,32 triệu sub mọi người, còn số lượng sub của B2K á là 7,81 triệu sub, rất là cao mọi người. Nói chung là một YouTuber mà làm highlight mà có kỹ năng bắn hay thì có lượng sub như vậy rất là cao nha, không phải thấp đâu. Tuy nhiên thì Rook chưa phải là YouTuber mà có lượng sub cao nhất về kỹ năng đâu mọi người. Ông này còn cao hơn đây, ông này có tên là 1412, một thành viên của quân đoàn Perfect Shot mọi người. Các bạn thấy là chỉ huy không? Chỉ huy đó là Rook đâu mọi người, ông đổi tên 111 gì đó. Thì đây chính là 1412 nha mọi người, ông này cũng chơi rất là hay, có nhiều trận bắn thắng Rook mọi người. Nếu mà solo thì ông này bắn cũng rất là ghê nha, không phải là chuyện đùa đâu mọi người. Nói chung ID của ông này thì Kit thấy là chơi cũng còn rất là ít. Kiểu như ông này ông làm vlog nhiều mọi người, làm vlog là nhiều. Nhưng mà cái kênh của ông này á, thì có cho mình hơn 10 triệu sub rồi mọi người. Có một tình huống mà địch nó nằm xuống cho bắn luôn mọi người, địch làm tượng cho mình bắn luôn, làm highlight luôn mọi người, hay thiệt sự luôn. Đó chính là 1412 nha mọi người, có cho mình hơn là 10 triệu sub rồi nha, nút kim cương rồi. Ok, bây giờ thì Kit lại có một cái ID tiếp theo của một YouTuber có tên là Ronto Gaming mọi người, đến từ server Indonesia. Ông này á, thì ổng có là hơn 11 triệu sub rồi. Các bạn xem này, của Ronto thì cấp 70 và cũng ở mức răng cũng tương đối cao mọi người, mức răng mà kim cương là bắn rất là gắt ấy. Mà Kit không biết là mọi người cảm nhận thế nào về cái răng nha, nhưng mà cái răng mà gắt nhất Kit thấy là răng kim cương ở cái server Kit đang chơi á, răng kim cương là bắn nhiều người bắn hay nhất mọi người, còn lên Huyền Thoại thách đấu thì nó dễ hơn. Mà thậm chí là Kit leo răng vàng ấy nha, mới đầu mùa leo răng vàng á thì gặp toàn mấy ông thách đấu với lại Huyền Thoại mà không biết ghép răng kiểu gì mọi người, nó cứ lộn xộn ấy. Nói chung là gặp mấy ông toàn là thách đấu mà mấy ngàn điểm á. Đây là chính là Ronto nha mọi người, ông này thì có cho mình là 11,3 triệu sub rồi, rất là cao. Ok, tuy nhiên là đó không phải là cái số lượng sub mà cao nhất trong video ngày hôm nay đâu. Đây chính là top 1 mọi người, top 1 thuộc về Nofru. Nofru là một cái game thủ chuyên nghiệp đến từ server Brazil và có cho mình một cái lượng sub khổng lồ, nó lên đến 12,6 triệu sub mọi người. Thì ở đây Kit đang xếp về cái top theo cái số lượng sub nha, cái người bắn hay có kỹ năng, chứ không có nghĩa là cái người xếp top 1 á sẽ là bắn hay nhất nha mọi người. Nên là mọi người đừng hiểu nhầm nha. Ok, và như vậy là Nofru cũng là cái người mà cuối cùng trong video ngày hôm nay rồi mọi người. Kit phải dừng video đây thôi, và các bạn xem video này đó cảm thấy là thích video này á, đừng quên là ủng hộ cho Kit một like, một comment.
đăng ký kênh nha mọi người. Đăng ký kênh nhớ nha, bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để giúp cho mình sớm sớm đạt được 1 triệu sub nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem video này của Kid nha. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và thật là nhiều may mắn này. Bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người thôi. Bye bye nha.